rằng những gì hay thật sự phải không các bác? Phải nói với chất âm này nó quá hay để chơi nhạc vàng, nhạc cổ, loa cổ. Giá trị thì rất rẻ, như hôm nọ cửa hàng đã bán con Otto A15 và con Chio 3300. Nó cũng là những cái dạng âm ly cổ có chất âm cực kỳ ấn tượng. Con âm ly này nó cũng không là ngoại lệ anh em nhé. Nó to, nó gấu, khủng thì không phải là dạng khủng, nhưng nó lại có cái chất âm cực kỳ ngọt, phê để anh em cảm thấy là nó hay để chơi nhạc vàng. Con âm ly này nó thực tế nó còn gấu hơn cả con Otto hoặc con Chio 3300 cửa hàng đã bán nha. Nó nặng hơn rất nhiều luôn anh em ạ, nó nặng hơn rất nhiều. Nó nặng chắc gấp đôi con Otto hôm nọ tôi bán 2 triệu. Đây là mẫu âm ly của hãng Victor JVC, mã là S11, giá 2.500.000 đồng cho anh em. Cái giá này thì cái âm ly nó tầm này chắc chắn nó phải có cái giá tầm 2 triệu trở lên. Nhưng cái điều tôi muốn nhấn với anh em đó là cái chất âm nó ấn tượng thật sự. Nghe điện thoại vài giây các bác ạ, vài phút. Đấy, tôi vừa nói xong con âm ly Chio 3300 thì bác khách hàng ở Đông Hưng Thái Bình vừa gọi lại cảm ơn, bảo nó hay quá các bác ạ. Con âm ly đấy hôm qua tôi bán cho bác ấy 2.500.000. Đây, 10 giờ ngày hôm nay 2 phút bác vừa gọi thì tôi vừa ngắt máy nghe điện thoại và bây giờ quay tiếp cho anh em. Những con âm ly cổ này lúc nào tôi bảo các bác chất âm nó trong, nó rõ, nó ngọt. Nếu để các bác nghe nhạc nó là hết ý luôn. Còn tất nhiên mình để so sánh những con âm ly 9-10 triệu như kiểu các bác đang nhìn thấy ở đây, nó sẽ không thể đẹp bằng, hoặc nội thất nó sẽ không gấu bằng. Nhưng cái chất âm và cái giá tiền, khi các bác đầu tư một con âm ly cổ, cái giá tiền các bác bỏ ra rất bình dân thôi, rất vừa tiền. 2 triệu, 3 triệu là một cái rất rẻ trong đồ âm thanh, đúng không anh em? Đó. Nhưng cái hiệu quả về chất âm các bác thu lại được, nó lại cực kỳ ấn tượng. Bây giờ lại mời các bác nghe to rõ hơn. Đau đớn này. Bát 30 anh em nha, càng loa bát to càng ra tiếng hay hơn, bát nhỏ thì không nhiều bát bằng. Bên trái. Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô, gieo khúc quân hành đưa tiếng người chinh phu. Hơi sớt một tí ở trên này thôi nha, nhưng nó không làm cái gì anh em nha. Giả sử nó móp hẳn một phát đây hoặc một đường xấu này, không vấn đề gì. Mặt tiền tương đối mượt mà luôn. Bát chép lào lướt không thiếu cái gì, góc cạnh đẹp. Sao trời lấp lánh. Các bác vừa đã có những cái loại âm ly Jaguar, Jaguar ấy, vừa muốn nghe nhạc hay có thể đầu tư thêm những con này. Đây là mặt sau. Đánh một đôi loa thôi. Công suất là 82W, 100V, sản xuất tại Nhật, Tokyo. Đường vào âm thanh Victor đây, đó, 82W, S11, trở kháng từ 4 đến 16. Cái này tôi đấy quan tâm nhiều đâu bác ạ, nó là lý thuyết. Tôi cứ quan tâm nhiều đến cái chất âm nó ra. Trời biển phu nhiều mây, chờ tráng thanh lên cao viết tâm tình. Chuyện người em trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau. Để mở nắp ra xem là nó chạy mấy con STK. Cũng không lâu rồi không nhớ. Các bác đợi một chút nha. Địa chỉ rất rõ trên tấm biển này anh em nha. Có nhiều bác mua hàng trên mạng như lo sợ thế này thế kia. Nhưng tôi nói luôn các bác, lo sợ là điều đúng luôn. Nhưng anh em phải có cái nhìn và cái đánh giá của bản thân mình. Một cửa hàng, tôi không khen thì cửa hàng tôi. Tôi nói để các bác cũng là một cái chia sẻ. Là khi người ta đăng rõ, mặt hàng người ta đăng rõ, người ta quay rõ, địa chỉ người ta rõ, giá cả người ta rõ, thì các bác phải cảm nhận được như thế nào. Cách nói chuyện của người ta. Đó. Bây giờ cho anh em xem nội thất. Bác ngắm nhìn bên trong của nó. Nếu với một con âm ly cổ thì con âm ly này cũng thuộc dạng gấu đấy anh em ạ. Vì âm ly cổ nó không làm gấu đâu. Âm ly cổ nó làm rất đơn giản. Con này tận 2 con STK. Nó ngọt ngào, nó căng, nó rõ là phải. Nguồn cũng khá to. Đó. Nội thất
mượt mà. Mời anh em à, nhìn góc bên này. Hàng bán ở cửa hàng tôi thì bao test cho anh em 2 tuần. Tất nhiên khi các bác sử dụng thì mình cũng phải giữ gìn. Còn nếu mình sử dụng không đúng cách phá đồ thì chắc chắn là sẽ không được bảo hành. Cũng phải nói rõ cho anh em. Các bác cứ sử dụng đúng cách thì nó bền lắm đồ. Trước khi lên sóng cho anh em này thì cửa hàng đã chạy chán chê rồi các bác. Còn trường hợp không may sẵn sàng bảo hành cho anh em, đó là nếu do lỗi sản phẩm. Mọi thứ nó cứ phải rõ ràng và nó bình đẳng, nó chuẩn chỉnh với nhau. Hai SDK nó tạo lên cái độ ngọt của em này, của những em đồng đi cổ nói chung. Mở to này, lời nó ngọt như kiểu mình ngấm vào người. Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô, gieo khúc quân hành đưa tiếng người chinh phục. Đêm ngắm trăng, các đường vào âm thanh rất nhiều đường vào nhà tôi. Đường vào AUX, đường tuner, tép 1, tép 2, cơ bản là 4 đường. Đường phono là thứ 5, phono là đĩa than. Các tính năng cơ bản là nó đầy đủ hết. AUX, bát chép, loudness, cân loa. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi sản phẩm, quay rất rõ chi tiết. Xin chào. 2.500.000 đồng. Tôi dám bao anh em là nó chạy loa, nghe nhạc cổ, nhạc vàng hay nha. Để chốt lại cho anh em. Mình audio ở đâu?